Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đài Loan Finance. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách tập luyện tại nhà với 50 lần nhảy jumping jack, 20 lần tập squat, 1 phút plank. Chỉ cần 3 cái liên tục như vậy thôi. Hãy cố gắng để bạn có thể xem thử bạn tập theo được bao nhiêu nha. Đầu tiên, 50 jumping jack. Cho tôi biết là bạn đủ sức tập đến đâu và tôi sẽ cho bạn biết là cái thể lực của bạn như thế nào và bạn đang còn thay đổi gì cho cái mục tiêu thay đổi bóng dáng của bạn tại fanpage của Đài Loan Finance. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.